Chào mừng anh em quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Audio. Trong video ngày hôm nay và tiếp tục tất cả các video thì ngày hôm nay cửa hàng em Huyền Audio lại lên trình làng cho toàn thể các bác. Đó là một trong những dòng sản phẩm loa B3 thương hiệu của Đức. Đây là một trong những dòng loa B3 phiên bản X10, X10i. Đây là một trong những dòng phiên bản cực kỳ là hiếm, bát 20 năm công nghệ thương hiệu của Đức. Và trước mặt các bác thì các bác cũng đã quan sát thấy rồi, đây là một trong những dòng loa rất là đẹp và được ví với một dòng loa đó là ông hoàng của loa lời các bác nhé, ông hoàng của loa lời và là một trong những dòng loa thương hiệu phiên bản bát 20 năm. Và em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về bên phần ngoại thất của dòng sản phẩm loa này. Thì em cùng các bác sẽ đi tiến sâu về thùng của loa. Thì với dòng sản phẩm loa B3 X10i này thì là được thiết kế là thùng cân, và phía mặt của dòng sản phẩm loa này thì được thiết kế là một mặt lưới rất là bắt mắt, và bên trong thì được che bởi một lớp vải chắn bụi, và phía đằng dưới thì nó có thương hiệu B3. Và với thùng vách của con loa B3 này thì được tích hợp bởi một cái nước sơn rất là chất, và các bác nhìn thôi về cái độ khôn của loa thì các bác cũng đã quan sát thấy rồi. Về phía đằng sau của dòng sản phẩm loa B3X10i này thì cho chúng ta với hai đường, một đường in và một đường out, được thể hiện là một đường vào và một đường ra. Với công suất của loa này thì nó đạt tới 200W và độ nhạy là 95 dB ở trở kháng 8 ôm, và cân nặng của con loa này thì nó là 14 kg, nhà với giải tần đáp ứng cho chúng ta là 60 Hz cho đến 20 kHz. Vì loa này nó là dòng loa siêu lời và nó được mệnh danh là ông hoàng của loa lời, thì cho nên là cái giải tần cắt nó xuống tới là lên tới là 60 Hz các bác nhá. Về bên phần bên trong nội thất của dòng loa này thì sao ạ? Thì em cùng các bác sẽ đi về khám phá về bên trong nội thất của dòng loa. Thì trước mặt anh em thì anh em cũng đã quan sát thấy rồi, đây là một đôi loa bát 25 và có cái khối từ rất là to. Đấy. Khối từ rất là to. Và từ của con này thì nó là từ 10 tầm từ 18 các bác nhá, từ 18, và các bác nhìn thấy quan sát. Và bên phần bên trên của từ loa thì được gắn với một lớp keo hồng, một lớp keo hồng nhẹ các bác nhé, một lớp keo hồng nhẹ này đấy, gắn trực tiếp vào lăng châm thì các bác biết với dòng sản phẩm loa này là loa xịn như thế nào. Về phần đường xương của bát thì xương này thì xương của bát này thì nó là xương xương gang các bác nhé, nó là xương gang và được tích hợp bởi một cái lớp sơn. Thật sự các bác là nhìn nước sơn này thì Việt Nam mình không thể nào làm được với cái chất lượng sơn sơn tĩnh điện, đây nó gọi là sơn tĩnh điện của dòng sản phẩm loa B3, và nó là đặc thù, và các bác liên tưởng tới loa JBL 6012, đó là sơn nhám các bác nhé, sơn nhám đường xương xương của bát thì nó là sơn xương sơn nhám. Và dòng sản phẩm loa này thì các bạn nhìn quan sát thì với cái độ tinh túy và độ khôn của loa thì anh em khỏi phải bàn. Đấy. Về bên phần bên gân của loa, gân thì là gân cánh gián các bác nhá, nhện nhện của loa này, đấy, gân gân cánh gián này. Côn của con này thì tuy là bát 25 nhưng mà thật sự các bác là với dòng sản phẩm loa bát 25 thì các bác hiếm khi nhìn thấy các loa bát 25 nào mà nó được thiết kế là côn 76 lắm, rất ít, chỉ có cái dòng loa chất thì nó mới 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 cho chúng ta đó là côn 76 thôi. Thường thường là côn bát 25 thì côn 65 hoặc là 63, chứ ít khi lên tới là côn 76. Và dòng dòng này thì cho chúng ta đó là đây là hai cái game chấu chấu của loa các bác nhá, chấu của loa kẹp điện của loa. Và bên phần bên trong này thì các bác quan sát tới nhìn nó làm rất là tỉ mỉ, và đặc biệt là các bác nhìn cả cái lớp sơn sơn nhám này quá là ok luôn. Về bên phần mặt của bát loa thì được thiết kế đó là gân vải tẩm dầu ốp phơ lõm lõm các bác nhá, gân vải tẩm dầu ốp phơ lõm, và ốp phơ lõm này thì nó rất là sâu này các bác nhìn này,
Đấy, con này rất là sâu, nếu mà đo từ dưới lên trên thì chắc nó phải rơi vào khoảng tầm gần tầm 7 phân, 7 đến 8 phân. Đấy, chiều sâu các bác nhá. Đấy, gân vải tầm dầu ốp phơ lõm với các cái tầm gân vải tầm dầu này thì nó cho chúng ta đó là cái thời gian bền bỉ, rất là bền bỉ các bác nhá. Đấy, thậm chí là các bác dùng cũng khoảng tầm mười mấy 20 năm thì nó vẫn cứ như thế. Cho nên là không sợ mục mục hay là sợ mủn mủn bát. Đấy, ok quá nhá. Rồi về phần tép này, các bác nhìn này, quan sát kỹ về phần tép này. Đây con tép này là tép 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 chuẩn hàng xịn này. À, phần tép của con loa này thì nó được thiết kế ở đít tép thì là lắp lắp chụp của tép thì nó là gang các bác nhá. Được thiết kế bởi là tép gang. Đấy, tép gang này. Bình thường nếu mà các cái dòng loa rẻ tiền thì nó sẽ là tép nhựa và hàng nhái nó là tép nhựa. Còn riêng dòng này thì nó là tép gang. Đấy. Về bên phần bên trong của loa này thì nó được thiết kế là thùng vách thì là thùng vách gỗ rồi. Đấy. Về phân tần thì các bạn nhìn thấy với dòng sản phẩm loa này thì nó có cái đặc thù phân tần riêng của dòng sản phẩm loa B3. Đấy. Thì đôi loa B3 này thì ngày hôm nay thì bên cả bên em đang bán cho toàn thể các bác với cái giá chỉ có bao nhiêu ạ? 7 triệu một đôi, các bác nào nhanh tay em chỉ có duy nhất một đôi và đây nó là hàng siêu hiếm nha các bác nhá. Nó là hàng siêu hiếm, các bác nhanh tay gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em. Chỉ duy nhất một đôi và đôi loa này thì em hứa hẹn chỉ là phút mốt. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào hẹn các anh em trong những video tiếp theo của bên em nhá. Cảm ơn toàn thể các bác.